Rồi, trước mắt các bạn là mình đang trên đường Phạm Văn Đồng nha các bạn. Đang trên đường Phạm Văn Đồng, đang tiến về Tân Phú. Thì ở đây để chuẩn bị vô giờ cao điểm, bây giờ 4 giờ mấy rồi. Vô giờ cao điểm thì nó hay kẹt xe. Hiện tại giờ trên đường này mình sẽ được tốc độ tối đa là 80, tùy theo khúc hay tùy theo biển báo trên Phạm Văn Đồng này. Còn nếu lượng xe đông thì các bạn đi chỉ có đi chậm thôi chứ không có đi nhanh được. Xe nhanh nhưng mà xe kia đâu mở xe nhanh, nó khổ nên các bạn phải nhận biết được người ta có chuyển hay không, quan sát cái hướng xe. Có nhiều trường hợp mà người ta chuyển người ta không mở xe nhanh, các bạn không nhìn được, nhận ra được cái vấn đề đó là cũng nguy hiểm. Đó, mình sẽ bị ép. Lý do tại mình đi thẳng, xe đó đi thẳng, nhưng mà đến cái mũi tên vào trái người ta sẽ lấn mình để người ta vô, thì mình nhiệm vụ của mình là gì? Nhường cho người ta, cho người ta vô. Phía bên phải các bạn thấy nguyên biển báo cấm không? Cấm về phải không? Vào gọi là vào khu dân cư Bình Lợi. Muốn quẹo là phải vô trong kia quẹo. Biển bản báo cấm bự cho bá luôn. Cấm cái đó là cấm hết luôn. Cấm xe này nọ ngoài đây, ngoài làng này. Các bạn muốn quẹo là phải quẹo vô làng không hợp ha. Nhớ đây là làng chính, mà bạn vô làng không hợp các bạn mới quẹo được. Xe cộ bây giờ muốn về nhà, một vấn đề là một vấn đề nan giải. Nãy mình chuyển làn vô trong luôn là ok. Tiến về trong ba sân này nhất thôi. Các bạn quẹo trái là ra, quẹo trái là ra chợ Bà Chiểu, đúng ngay ngõ ba chợ Bà Chiểu luôn, đối diện chợ luôn. Từ khi có đường Phạm Văn Đồng này đỡ lưu thông dễ chút xíu, nhưng mà nó cũng đông quá. Xanh đỏ, mình sẽ ôm dòng xiến, mình đi thẳng lên luôn. Mình sẽ hướng về sân bay Tân Sơn Nhất nha các bạn ha. Rồi, em đi thẳng lên trả luôn, thẳng lên trên luôn.
giờ đưa đón khách sân bay. Rồi đi thẳng lên, mình sẽ về đường sân bay, mình sẽ đưa đón khách. Thì có mấy bạn hỏi là thầy làm gì cho cái vụ đưa đón khách, trời ơi, mình có vô chậm nào nữa, lâu lâu mới vô, mà lâu lâu vô quên không quên quay dầu đó, tôi vô hoài vậy. Thì có nhiều anh em ta làm rồi cho các bạn, rồi các bạn chưa tìm hiểu à. Như đợt trước có clip chứ, có clip mà không biết lâu lắm rồi. Có clip mình cho vô sân bay à, bên kia đậu tốn phí, bên đây là đậu trong vòng mấy phút thôi à, cẩn thận dễ bị phạt à, bỏ xuống mấy phút rồi đón cái cột máy nữa. Rồi hẹn chẳng hạn như ở cái cột số mấy đó, mình để mình biết mình đến đó mình đậu đúng, chứ mình đi kiếm mình biết chừng nào đâu ra. Còn chịu khó tốn tiền chút xíu đậu xe tốn tiền, còn trong xe nhà thì đậu xe tốn tiền chút xíu. Còn anh em xe dịch vụ thì người ta sẽ gắng cố gắng, người ta sắp xếp thời gian để cho đỡ tốn, đỡ tốn tiền, tốn phí đậu xe à, đưa đón sân bay rồi à, ra nội ra ngoại à, còn nhiều thứ lắm không thể nói đây được. Mà thực tế thì có nhiều anh em Grab người ta đã làm thực tế cho các bạn rồi à, các bạn cứ đi chậm chậm quan sát thôi, người ta có biển cấm gì thì các bạn coi. Giờ 4:30 là nó đông như kiến. Rồi đi, thấy có nón lá không à, nào để nón lá trên đó làm chi vậy, em biết biểu tượng à, thành Việt Nam cái hình có nón lá. Em mở xe nhanh phải đi thẳng lên luôn, thẳng luôn em xe kia được đúng rồi. Giờ em chuẩn bị quẹo phải bên đây. Để mình né cái chậm thôi. Lên trên rồi. Để mình né cái tiếng ngay chỗ cái đường đông, ngay chỗ cái cầu vừa của đúng rồi em quẹo phải. Cầu vừa Cộng Hòa với Hoàng Thụ. Hồi xưa là cái chỗ này nó là toàn là Hàn Quốc không, quán ăn này nọ đều là Hàn Quốc hết. Có những cái đường đi các bạn đi anh để các bạn né những cái địa điểm giờ cao điểm các bạn. Ở đây thì có quán nhậu gạn biển, ở đây là xung quanh là Hàn Quốc nhiều, lâu lắm rồi. Trời, tiếng Việt nhiều hơn rồi. Đó, Hàn Quốc là thấy không? Mấy chữ Hàn Quốc không nhiều lắm. Đó, mới đó. Nên kiểu T vậy đó. Mới đó. Những cái này là của thằng Hitler, của cái rút. Cái code mới là mod, code mới là giống như... Rồi, mình quẹo vô đường này cũng được nha. Đường Giải Phóng cũng ra Cộng Hòa, mình lên trên kia cũng ra Cộng Hòa. À. Đi những cái con đường nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng mà bạn đi nó thoải mái, còn vô đây kẹt nó là do ăn ở. Thấy không? Đó, xong ra đó quẹo trái vậy thôi. Đó, quẹo trái.
có cái con kinh nhỏ. Xe vô ha. Đường đông các bạn phải nhường qua nhường lại. Đi sát bên trái luôn là ổn nhất. Tại lượng xe máy nhiều hơn lượng xe ô tô. Vậy cái cầu vượt ngay chỗ Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng đông đó nha các bạn. Khúc này cũng vậy. Nào cũng vậy, Cộng Hòa sợ nhất là về đường Cộng Hòa. Khi mình đi đường Cộng Hòa mình phải đi tuốt khúc trên kia mình mới quay đầu vô chế Lan Biên. Chứ không cho mình quẹo mấy cái đường kia. Mấy đường kia cũng là cấm luôn, giờ cao điểm luôn. Nó nhiều thứ đó rồi. Giờ phải chịu qua thành phố mà. Đi đồ nào nó cũng đông. Mình sẽ kiếm quay đầu về đường. Quay về chế Lâm Viên hả? Đúng rồi. Vậy là lên tới Du Cơ Chàng. Trời ơi, sau khi lên lết bò trường đến cầu vượt rồi. Thôi ôi cái cầu thì khổ thiệt cái khúc này. Có nhiều trường hợp là buổi sáng á người ta sẽ đóng bên đây lại. Ta cho hướng từ ở dưới các tỉnh, ở dưới kia sẽ đi về thành phố à, đi về trung tâm thành phố. Nhường cho tải nó lên luôn đi em ơi à, mấy anh em chèn chút dữ quá mà. Giờ biết sao không? Phải nhường cho những anh em xe tải. Đi vô hết giờ rồi, đang xe tải đang ra. Các bạn thông cảm à, các bạn mà cản trở lưu thông anh em, ta ra không được, ta cũng tội nghiệp à, cho người ta ra thành phố là mừng. Các bạn không hiểu được cái vấn đề là xe tải đâu nha, anh em xe tải phải canh giờ canh giấc nữa, sai sót trễ kẹt xe cái là khổ lắm. Phải gì? Tối khuya tối 8 giờ mới được phép ra. Nhiều khi bạn cản trở là cũng không được. Còn mình xe con thì em nói là thoải mái rồi, nhanh nhành nhau lắm, qua về cũng vậy. Cùng đường đông đúc, mai có cái cầu này vẫn còn kẹt, không có cầu càng kẹt hơn. Trước thì còn quẹo qua bên trái được ha, giờ không có đường là để quẹo luôn. Thấy không, nếu quẹo bên trái là đây ra đường Trường Chinh cũng vậy à, đông đúc như thường. À, cái vấn đề mấy cái con lươn hồi di chuyển này là khi buổi sáng là đông, người ta đóng bên đây, người ta cho đi một chiều qua hết luôn, cái cầu đó đi một chiều một.
khi nhiều trường hợp là bên đây về chiều á, đông quá người ta sẽ đóng bên kia lại, người ta cho đi một chiều luôn. Đó, bây giờ anh em sẽ tải đu để đi ra nè. À, phải đu xe để đi ra. À, giờ đây họ cấm về đầu, cấm về trái tất cả các phương tiện, các ô tô, chỉ có xe máy là quẹo được thôi. Chặn cái này là không có xe nào qua luôn. Cấm ô tô quẹo trong khung giờ. À, bên trái là từng kỳ từng quý. Kéo ngang luôn, không cho xe máy quẹo luôn mới ghê. Cũng kẹt quá là cấm luôn à. Kéo hàng rào luôn. Em sẽ tải vô cho nó chạy. Chạy xe này vô trước hơi lâu. Đó. Đúng rồi. Xe vô trước. Rồi bỏ đèn luôn. Bên đó là quay đầu. Rồi chào mừng quý vị đến. Đó thấy một chiếc VinFast không? VinFast nó là đi thẳng á, hay là hỏi đường đây không biết. Này hỏi đường quá. Chắc hỏi được 48. Đi luôn. Lực lượng cảnh sát cho đi rồi. Ok. Đó. Ở đây là mình phải tuân theo lực lượng cảnh sát giao thông nha bạn. Đừng có theo tin theo đèn nha. Em đi sát ngoài bìa bên trái luôn. Tại lực lượng cảnh sát cho phép mình đi là mình cứ đi. Quắt mình đi là mình cứ đi nha. Đó. Phải tuân theo cái người điều khiển giao thông. Một là chị kia hỏi đường không biết đường, hai là chị kia bị bắt. Là lỗi gì? Là đi trên cái mũi tên quay đầu mà đi thẳng. Có hai trường hợp như vậy. À, đó. Cho các bạn rút kinh nghiệm. Xe điện. Cậu ơi, anh ơi, xe em hết điện rồi, giờ sao? Quay đầu đi đúng không? Đúng rồi, quay đầu cho em vô chế làm việc. Cái này là mới hơi kẹt thôi, chưa kẹt mấy các bạn. Rồi, để được qua khúc này cũng là chẳng ai đâu các bạn. Có nhiều xe đi sai làn đường, cái lên trên cụp vô. Thôi mình đậu đúng làn đường của mình đi ha. Không có chen lấn. Mình sẽ bọc vô trong luôn, vô đường trong chung với làn hỗn hợp để mình vô chế làn biên. Nếu đúng ra lấy gọng qua bên phải chút xíu lên cho nó dễ cua hơn, hiểu không? Đó. Đó, giờ dưỡng lại ha. Lên trong sẽ đích luôn, lên trên luôn đúng rồi, lên luôn không cần phải bọc ra phía sau trước đầu ta nhiều. Để đứng đây chờ. Đúng rồi, đứng đây chờ luôn.
bây giờ là mình đã trễ nhịp rồi các bạn ha, mình đậu đây rồi, khi mình chống là mình qua luôn cũng được ha, không ai cấm các bạn cả, thấy không? Nếu chống mình qua luôn, tại mình đã trễ nhịp mà, chứ mình đợi dưới chừng nào. Ok rồi đi. Cái vấn đề ở đây là mình đã trễ nhịp, là mình đang đi, mình đậu lên, mình càng đậu là mình càng trở lưu thông các bạn đó. Rồi mình phải quẹo chết ông viên thôi. Đây gọi là khi đến ngã tư nó có biển báo cấm đậu cấm dừng nơi giao lộ các bạn. Rồi chào mọi người nha, mình sẽ kết thúc video clip ở đây. Còn mấy khúc này thì cũng đông, nhưng mà đông không có tương đối thôi, chứ không có đông quá. Thì có những cái con đường các bạn sẽ đi nó sẽ khác biệt chút xíu, hoặc các bạn tìm hiểu thêm. Chẳng hạn như thường thường các bạn đi con đường nó quen rồi, nhưng mà các bạn phải tìm tòi thêm một con đường mới. Lỡ con đường nó sẽ kẹt xe hoặc là va chạm gì nữa, các bạn sẽ biết đường khác các bạn đi. Đừng bao giờ cứ nghĩ là có con đường đó đi hoài, lỡ con đường nó có sự cố gì rồi các bạn đi không được, các bạn phân vân, các bạn tìm hiểu hoài, lúc đó các bạn sẽ bị gói nha. Thì mình khuyên các bạn là các bạn phải đi kiếm những cái con đường hơi khác chút xíu để mình đi có thể dài hơn, có thể gần hơn. Nhiều khi mình thấy đi con đường đó nó quen rồi, quen cặp mắt mình chạy rồi, là con đường đó là thấy nó gần. Nhưng mà thực chất có những cái con đường về cái địa điểm của bạn nó gần hơn, hoặc đến công ty của các bạn nó gần hơn nhiều luôn à, nó gần hơn nhiều luôn. Nên các bạn gắng tìm hiểu kiếm rồi mình đi cho nó quen dần dần, và sau này phòng hờ có trường hợp đường nó bí này nọ mình sẽ đi qua lỗ khác à. Rồi bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Mọi người nhớ cho mình một lượt đăng ký và cho mình một like. Thì đăng ký miễn phí dưới góc màn hình phía bên phải dưới nha các bạn bấm chữ đăng ký cho mình ha. Cảm ơn mọi người nha.